Đại gia điếu cày Lê Thanh Thản giàu cỡ nào? Trong giới bất động sản, cái tên Lê Thanh Thản không hề xa lạ gì. Bởi lẽ, vị đại gia này được biết đến với nhiều biệt danh như đại gia điếu cày, ông trùm nhà giá rẻ và thương hiệu hút thuốc Lào, đi xe Rolls Royce làm nên hình ảnh của ông. Đại gia Lê Thanh Thản, chủ tịch tập đoàn Mường Thanh, ông Thản xuất thân Nghệ An, khởi nghiệp từ tỉnh miền núi Lai Châu, lập nghiệp bằng nghề đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng ở miền núi, công ty tư nhân đầu tiên thành lập năm 1987, sau đó vươn sang Lào. Ông Thản đã gặt hái được nhiều thành công khi đánh trúng vào phân khúc nhà thương mại trung bình giá rẻ và nhu cầu thực cao. Kết hợp với hệ thống khách sạn Mường Thanh được mệnh danh là chuỗi khách sạn lớn nhất Đông Nam Á, các dự án mà ông Thản đang nắm giữ có thể tập trung vào ba mảng chính là khách sạn, chung cư và khu vui chơi giải trí. Ngoài đời, ông Thản là người vui tính, với phong cách nói chuyện cởi mở, giản dị và chất giọng xứ Nghệ. Ông Thản đã gặt hái được nhiều thành công khi đánh trúng vào phân khúc nhà thương mại trung bình giá rẻ và nhu cầu thực cao. Kết hợp với hệ thống khách sạn Mường Thanh được mệnh danh là chuỗi khách sạn lớn nhất Đông Nam Á, các dự án mà ông Thản đang nắm giữ có thể tập trung vào ba mảng chính là khách sạn, chung cư và khu vui chơi giải trí. Ngoài đời, ông Thản là người vui tính, với phong cách nói chuyện cởi mở, giản dị và chất giọng xứ Nghệ. Vậy tài sản của đại gia điếu cày có những gì? Hãy cùng điểm sơ qua mảng khách sạn thương hiệu Mường Thanh. Về mảng khách sạn, năm 1993, ông xây khách sạn Mường Thanh đầu tiên ở Điện Biên, sau đó xây tại Linh Đàm, Hà Nội. Đến nay, chuỗi khách sạn này đã có 60 đơn vị thành viên, phủ sóng khắp các địa phương tại Việt Nam và các nước Đông Nam Á, chia làm 4 phân khúc gồm Mường Thanh Luxury, Mường Thanh Grand, Mường Thanh Holiday và Mường Thanh. Hầu hết các khách sạn Mường Thanh thuộc quyền sở hữu của hai công ty lớn của ông Thản là công ty cổ phần tập đoàn Mường Thanh và doanh nghiệp tư nhân xây dựng tư nhân số 1 tỉnh Điện Biên, xây dựng số 1. Với công ty cổ phần tập đoàn Mường Thanh, đây là đơn vị quản lý các chuỗi khách sạn Mường Thanh mới và cao cấp như Mường Thanh Grand Nha Trang, Mường Thanh Hà Nội Center, Mường Thanh Quy Nhơn, Mường Thanh Quảng Bình. Mảng bất động sản nhà ở của Mường Thanh. Về mảng nhà chung cư giá rẻ của Mường Thanh không thể không nhắc đến các dự án như SS Linh Đàm, Kim Văn Kim Lũ, Thanh Hà Cienco 5, chung cư Đại Thanh, chung cư Sala. Doanh nghiệp này liên tục mở bán các dự án với giá từ 10 đến 15 triệu đồng, M2. Các dịch vụ giáo dục, sức khỏe và vui chơi giải trí của Mường Thanh. Các dịch vụ giáo dục, sức khỏe và vui chơi giải trí của Mường Thanh phải kể đến các thương hiệu như Mường Thanh Safari Diễn Lâm, vườn thú lớn nhất miền Bắc, VIC, trung tâm giải trí đa chức năng, Fitness Plus, trung tâm fitness và yoga 5 sao, Dream Kids, khu vui chơi học tập dành cho trẻ em, Hoa Ban Gift Shop, chuỗi cửa hàng lưu niệm cao cấp. Công viên nước lớn nhất Hà Nội của Mường Thanh mang tên Công viên nước Thanh Hà được công ty CP phát triển địa ốc Cienco 5 xây dựng trên lô đất A2.2, CCRD01 thuộc khu đô thị Thanh Hà Cienco 5, phường Phú Lương, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội được kỳ vọng sẽ là một trong những điểm vui chơi hàng đầu Hà Nội. Trong lĩnh vực giáo dục, ông Thản là chủ sở hữu trường trung học phổ thông Sala và trường tiểu học và trung học cơ sở Hà Nội Thăng Long, Hà Đông, Hà Nội. Ngoài ra, ông còn xây dựng bệnh viện đa khoa Phủ Diễn, Nghệ An theo mô hình bệnh viện khách sạn chất lượng cao. Bệnh viện được đầu tư xây dựng với 7 tầng, quy mô 300 giường bệnh, trang bị công nghệ đạt tiêu chuẩn châu Âu. Ông Thản cũng sở hữu khu sinh thái Mường Thanh Diễn Lâm 300 ha ở quê hương Diễn Lâm, Diễn Châu, Nghệ An với 60 loài động vật, trong đó có nhiều cá thể quý hiếm từ châu Phi, Nam Mỹ như hổ trắng, tê giác, linh dương, hươu cao cổ. Các tài sản khác của đại gia Lê Thanh Thản ngoài ra, tại công ty du lịch dầu khí Phương Đông, PDC, ông Thản và thành viên liên quan nắm giữ tổng cộng hơn 7 triệu cổ phiếu PDC, tương ứng tỷ lệ sở hữu 46,71% tổng số cổ phần của công ty. Ngoài ra còn có những tài sản riêng cá nhân sử dụng được nhiều người biết đến như Rolls Royce Phantom mặt trời Phương Đông giá tương đương 2 triệu đô, khoảng 43 tỷ. Biệt thự ở khu bán đảo Linh Đàm có vị trí đắc địa hai mặt tiền cũng trên dưới 2 triệu đô, biệt thự 100% gỗ hương giá trị hơn 30 tỷ. Thời lượng của video tới đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian quý báu để theo dõi. Xin hãy khích lệ chúng tôi bằng một nút đăng ký kênh và bật biểu tượng hình chuông để tiếp tục đón xem những thông tin hữu ích.